Đám tang đẫm nước mắt vụ xe Audi gây tai nạn. Cậu con trai cùng lúc mất đi cả bố mẹ lẫn em gái. Khung cảnh tang thương bao trùm tại phường Thọ Sương, thành phố Bắc Giang, ai nấy đều xót thương ba nạn nhân trong một gia đình vừa tử vong tối mùng 2 tháng 6 vì bị tài xế uống rượu say lái xe Audi đâm phải. Trước đó đêm ngày mùng 2 tháng 6, thành phố Bắc Giang đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô do tài xế Nguyễn Đức Thịnh, cán bộ ban quản lý đường bộ Bắc Giang, điều khiển với xe mô tô do anh NMH điều khiển chở theo vợ và con gái. Cú đâm xe rất mạnh khiến anh Hát, chị Dương Thị Quy, vợ anh Hát và cháu Nguyễn Thủy Đề, 13 tuổi, con gái anh Hát tử vong tại chỗ, xe ô tô và xe máy bị hư hỏng nặng. Tại đám tang, con trai anh Hát vô cùng đau đớn khi cùng lúc mất đi bố, mẹ và em gái. Người dân sinh sống xung quanh phường Thọ Sương, thành phố Bắc Giang cho biết, gia đình vợ chồng anh Hát sống rất chan hòa với hàng xóm láng giềng. Dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, phải phụng dưỡng mẹ già đã bị tai biến khoảng hơn 10 năm nay. Anh Nguyễn Đức Phong, em ruột nạn nhân cho biết, đến thời điểm hiện tại chưa thấy ai trong gia đình người gây tai nạn đến hỏi thăm, khiến gia đình chúng tôi vô cùng bức xúc.